Có thể bạn không tin, nhưng trong thế giới tương lai, trái đất mà con người đang sống xảy ra biến đổi lớn. Mực nước biển dâng cao diện rộng đến 1.000 mét, nước biển xâm nhập vào tất cả các quốc gia. Rất nhiều thành phố đã biến thành thành phố chìm trong nước giống như Venice. Các phương tiện giao thông phổ biến của mọi người, từ xe máy đến xe hơi đều đổi thành thuyền. Chỉ có những người cực giàu mới có thể sống ở nơi mặt đất khô ráo. Họ xây dựng lên những bức tường xi măng để đẩy sóng biển ra xung quanh, đồng thời nhấn chìm người nghèo và tự cách ly chính mình trong sự nhàm chán. Giống như câu chuyện về con tàu Titanic, khi thảm họa kéo đến, những người còn sống cuối cùng vẫn là người giàu có. Khi mọi người đã không còn ôm hy vọng về tương lai, họ sẽ hồi tưởng lại về những ngày tháng cũ tươi đẹp. Nhưng ở thời đại này, đã có một loại máy móc như vậy. Chỉ cần tiêm vào trong đầu một loại thuốc thần kinh, sau đó đội lên đầu một thiết bị kiểm tra và nằm vào trong máy. Qua ngôn ngữ chỉ dẫn của người hướng dẫn, thì họ sẽ trải qua một lần nữa những ký ức tươi đẹp. Bởi vì trải nghiệm quá chân thật, vì vậy rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để chìm đắm trong những hồi ức cũ mà không thể tự thoát ra được. Nick là một thám tử tư, anh ta chính là người có cỗ máy ký ức đó. Thứ nhất là anh sử dụng cỗ máy đó để kiếm tiền. Thứ hai là để hỗ trợ việc điều tra, tìm kiếm bằng chứng phạm tội có liên quan từ bộ não của tội phạm. Ngày hôm nay, một cô gái tên May đã bước vào cuộc sống của anh ta. Ngay khi vừa gặp May, Nick mới hiểu rõ thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nào gọi là vẻ đẹp chớt người. Vì chìa khóa tủ của cô ta không thấy đâu, nên cô muốn dùng cỗ máy này để tìm lại chìa khóa đã đánh mất. Thế là Nick từng bước hướng dẫn cô để đi đến một cuộc hành trình xuyên qua ký ức. Những ký ức của May hiện ra từng chút trước mắt Nick. Từ những việc như tỉnh dậy đánh răng, thay đồ anh đều thấy rõ mồn một. Vì vẫn còn nữ trợ lý ở bên cạnh, Nick bất đắc dĩ phải né tránh những hình ảnh gợi cảm này. Rất nhanh anh đã tìm thấy chìa khóa của May, thì ra chìa khóa rơi ở phòng thay đồ. Nhưng lúc này Nick cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ này. Anh không quan tâm đến sự ngăn cản của trợ lý, tiếp tục xem ký ức của May. Cô ta là ca sĩ ở một quán bar, khi âm nhạc vang lên, giọng hát của cô đã hoàn toàn mê hoặc Nick. Bởi vì đây là bài hát mà Nick yêu thích nhất. Sau khi May đã rời đi, cô ta đã để lại đôi bông tai. Chờ đến đêm, Nick đã đem đôi bông tai đến quán bar mà May đang đứng. Miệng thì nói muốn trả lại đôi bông tai, nhưng thực tế là muốn làm quen với người đẹp. Còn với May, cô cũng cho Nick cơ hội được đưa cô về nhà. Trên đường đi hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Những ai đã từng yêu cũng có thể nhìn ra, trong mắt họ đều có đối phương. Ánh mắt để lộ ra tình ý. Nick vừa mượn cớ đưa bông tai cho cô, vừa mượn cớ để đưa về nhà. Đó thời điểm thiên thời địa lợi, thời cơ chín muồi. Nhưng khi tình yêu hai người đã sâu đậm, thì May đột ngột biến mất khỏi nhân gian. Thăng trầm cuộc sống xảy đến quá nhanh, khiến cho Nick nhất thời không thể tiếp nhận được. Anh chỉ có thể để bản thân chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp của hai người, mà không cách nào thoát ra được. Vài tháng trở lại đây, dù trợ lý nhiều lần khuyên nhủ nhưng đều không có tác dụng. Nick vẫn cố chấp cho rằng, nhất định May đang gặp rắc rối nào đó. Nếu không cô sẽ không biến mất trong không khí. Anh đã nghe ngóng tin tức về May khắp nơi, đến nay vẫn không thu về được gì. Cho đến ngày hôm nay, có một người nhấn chuông cửa. Sau khi Nick ra ngoài không thấy ai, nhưng lại thấy một chiếc bông tai mà bạn gái từng đeo ở cửa. Lẽ nào người vừa đến chính là May ư? Nếu như vậy, vì sao sau khi nhấn chuông cửa lại không thấy cô đâu nữa? Vài ngày sau, Nick hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án buôn lậu ma té. Tính sử dụng kỹ năng của anh để tìm ra bằng chứng phạm tội của kẻ buôn ma té. Nhưng không ngờ là trong khi xem xét điều tra ký ức của tên tội phạm, Nick đã vô tình phát hiện ra May là người tình cũ của tên trùm Bryden. Về sau cô đã trộm của hắn một lượng lớn ma té, nên đã bị hắn truy sát đến tận bây giờ. Thế là Nick như không thiết sống nữa, một mình đột nhập vào hang ổ của ông trùm ma té Bryden. Cấp thiết muốn biết tung tích của May hiện tại. Tên Bryden biết Nick vì yêu nên mới dũng cảm xông vào quán bar. Hai người họ, một người bị lừa mất ma té, tiền bạc, thời gian. Còn một người bị lừa mất tình yêu, có thể nói hai người họ cùng chung cảnh ngộ với nhau. Nhưng tên Bryden không những không đồng tình với Nick, còn muốn thủ tiêu anh. Vào giây phút nguy cấp, trợ lý của Nick đã đến giải cứu. Cứ như vậy, nhân vật Bryden vừa mới xuất hiện vài phút đã bị đăng xuất khỏi đoàn phim. Sau khi trở về, Nick lại đi vào trong ký ức rất nhiều lần nữa. Dần dần anh nhận ra, dường như May muốn tìm kiếm thứ gì đó từ anh. Anh lật lại ký ức nhiều lần nhưng vẫn chưa thu về được điều gì. Lúc này anh chợt nhớ ra, lần cuối May đến đây là trợ lý đón tiếp cô, vì thế anh đã xem qua ký ức của trợ lý. Cuối cùng thì lần này cũng tìm ra manh mối hữu ích. Thì ra May đã đem theo một chai rượu đến tìm trợ lý của Nick nói chuyện. Không ngờ ít phút sau trợ lý lại uống say và quên mất ký ức. Thế là cô ta đã lén vào kho lưu trữ ký ức, sống chung với Nick nhiều tháng nay. May đã đoán ra được mật mã kho bảo hiểm. Họ mở kho bảo hiểm ra kiểm tra tất cả mọi hồ sơ, thì phát hiện bị thiếu mất hồ sơ ký ức của khách hàng tên Ensa. Cả hai không hiểu được trong ký ức của một người phụ nữ nghèo rốt cuộc có gì mà khiến May phải mất mấy tháng trời ở bên Nick. Sau đó khi Nick tìm thấy bạn thân của Ensa thì mới anh biết được. Vài tháng trước, cô đã tận mắt trông thấy Ensa bị một người đàn ông sát hại.
Còn con trai của Elsa tên Mark thì bị một người phụ nữ bắt đi. Người đàn ông và người phụ nữ này có thể là một hội. Theo hình dung của cô, người phụ nữ bắt Mark đi có thể chính là May. Chính vào lúc Nick đang đau đầu vì những thông tin về May thì cơ hội đã xuất hiện. Tên sát thủ sát hại Elsa dường như đã biết tin rằng Nick đang đi khắp nơi thăm dò chuyện của May, nên hắn đã xuống tay dạy cho Nick một bài học. Nhưng chuyện này xảy ra lại được Nick xem như là manh mối. Anh ta sử dụng cỗ máy không ngừng tìm kiếm thông tin từ đoạn ký ức này. Cuối cùng thì cũng không làm anh thất vọng. Trợ lý phát hiện ra dáng dấp của tên sát thủ này trông rất quen. Đó chính là thuộc hạ làm vừa cho tên Bryden lúc đầu. Hai người trong lúc định đi đến cục công an để tìm thông tin về người này, thì phát hiện ra trên đường có rất nhiều người đã đang biểu tình. Hóa ra ông trùm bất động sản lớn nhất của thành phố tên Walter đã qua đời. Khi Nick nhìn thấy Anna là vợ của Walter, một đoạn ký ức ẩn sâu trong tiềm thức của anh được đánh thức. Sau khi trở về, anh lần lượt lấy ra bản sao lưu ký ức của Elsa ra. Cùng với ký ức của vợ Walter Anna vài năm trước, anh phát hiện Elsa lại là tình nhân của ông trùm bất động sản Walter. Không ngoài dự đoán, Mark chính là con riêng của Walter. Lúc này, trợ lý cũng tìm được thông tin hữu dụng từ cục cảnh sát. Tên sát thủ sát hại Elsa tên Booth vài năm trước sau khi xảy ra xích mích với tên Bryden. Hắn đã đi theo ông trùm bất động sản Walter, thế là sự tình gần như đã được làm rõ. Có thể là trước đó một thời gian Walter biết thời gian của mình có hạn. Vì để người tình và con riêng tránh giành lấy tài sản thừa kế với con trai, ông ta đã phái Booth và May giết chết họ. Vì để chứng thực xem phỏng đoán của mình là đúng hay không, Nick đã tìm đến Anna. Tuy rằng Anna vì chuyện chồng ngoại tình một thời gian dài nên hiện tại tinh thần có chút không bình thường, nhưng cô vẫn nói với Nick phỏng đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Không chỉ vậy, cô còn nói với Nick rằng Booth và May đang lẩn trốn ở một nhà máy tái chế cũ. Nhưng đợi đến khi Nick đến, chỉ phát hiện ra Booth. Anh dùng súng tra hỏi Booth về tung tích của May, nhưng hắn ta nhất quyết không chịu khai ra. Mục tiêu của Nick không phải giết người, mà là tìm ra tung tích của May. Hai người ở trên tầng thượng, người chạy người đuổi, mở ra cuộc chiến đọ sức. Trong lúc đang tranh đấu, cánh tay của Booth bị vướng vào đàn piano và chìm xuống đáy nước. Nick vì cứu người mà nhảy vào trong nước, không ngờ lại bị hắn ta đạp xuống đáy nước. Booth sau khi được cứu sống, hắn cầm bông tai của May lên trầm ngâm suy nghĩ. Thì đột nhiên Nick dùng thuốc thần kinh đã chuẩn bị từ trước bất ngờ tấn công hắn. Cách tốt nhất để biết chân tướng, đó là đọc ký ức của Booth. Cuối cùng sự chân tướng sự việc cũng đã được làm rõ. Vài tháng trước, tên Booth uy hiếp May giúp hắn ta hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu không, hắn sẽ nói cho Nick biết nơi cô ẩn náu. Mục tiêu của chúng chính là Nick. Bọn họ tìm đến một người bạn chiến hữu của Nick để hiểu rõ sở thích thói quen của anh. Họ đã thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị, từ cách trang điểm khi gặp mặt đến ký ức mất chìa khóa, bài hát yêu thích của Nick và cả bông tai để quên ở công ty Nick. Tất cả đều nhằm đưa Nick vào chồng, nhưng điều khiến May không ngờ tới là cô đã thực sự yêu Nick. Nhưng dưới sự uy hiếp của Booth, May buộc phải giấu đi tình yêu trong lòng. Trước tiên là trộm lấy thẻ ký ức của Elsa để tiêu hủy chứng cứ, rồi lại giết chết hai mẹ con Elsa để loại bỏ tai họa về sau. Nhưng không ngờ kế hoạch đã thất bại. Vào giây phút nguy hiểm, May đã dũng cảm lao ra cứu cậu bé Mark và lẩn trốn. Cô một thân một mình vốn định tìm đến sự giúp đỡ của Nick, nhưng không ngờ vừa nhấn chuông cửa đã bị tên Booth trốn trong góc tối bắt đi. Lúc sắp đi, cô chỉ có thể bỏ lại bông tai làm manh mối. Thật tiếc là khi đó Nick đã chậm một bước rồi. Khi anh ra ngoài thì hai người vừa rời đi, vì để ép May nói ra nơi trốn của Mark, Booth đã cho May nuốt một lượng lớn ma té. Nhân lúc thuốc chưa phát huy tác dụng, May đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Cô coi Booth ở trước mặt là Nick, cô nói những lời khó hiểu về nơi lẩn trốn của Mark. Bởi vì cô biết, chỉ có Nick mới hiểu được hàm ý thực sự. Cô cũng biết, nếu như cô chết, nhất định Nick sẽ xem được đoạn ký ức này, và Nick cũng sẽ hiểu được những điều mà May dụng tâm suy nghĩ. Và một nụ hôn thay lời tạm biệt cuối cùng. Cuối cùng thì, May đã tự tìm đến cái chết bằng cách nhảy từ trên tầng cao xuống. Hy vọng đã trở thành tuyệt vọng, Nick vô cùng phẫn nộ. Anh ta quyết định sẽ khiến cho thời gian còn lại của tên Booth để hắn cảm thấy mình đang trong cuộc đấu tranh với tên Britain, và trải qua cảm giác bị ngọn lửa đốt cháy cơ thể. Chỉ có làm như vậy mới xoa dịu được cơn tức giận của Nick. Sau đó, Nick tìm thấy con trai của Walter, anh vạch trần âm mưu của hắn. Điện thoại và ký ức của Booth đều là những bằng chứng chân thực. Nick đã báo cảnh sát, Mark đã được tìm thấy và đưa trở về. Còn kẻ chủ mưu trước mặt đang phải đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi. Hắn đã được định trước bản thân không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cuối phim, Nick lại nằm vào trong nước, nhưng lần này là nằm suốt đời. Anh sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại để được đoàn tụ với May trong hồi ức tươi đẹp mãi mãi không xa cách ấy. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.